Xin chào mọi người, thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn là sử dụng smartphone của mình để mà chụp bầu trời vào ban đêm. Mình lấy các vì sao làm ảnh bìa hay là ảnh nến đại diện gì đó. Thì đầu tiên các bạn vào ứng dụng camera thường. Máy mình đang dùng là máy Asus Zenfone 3, sách dòng ZE, loại 5.5 inch. Mình vào chế độ chụp thủ công đó, rồi mình sẽ chỉnh các thông số ở đây. Là cái này là cái độ với nét xa hay gần, mình lấy ở xa nhất. Cái này là thời gian phơi sáng, mình chọn cái thời gian là 32 giây là lâu nhất. Thì ISO mình cũng chọn cao nhất luôn, các hai thông số thì mình giữ nguyên. Thì mình sẽ tiến hành là chụp các bạn lưu ý là khi mà chụp thì mình sẽ để máy cố định tại một chỗ để nó sẽ cho ra cái tấm hình đẹp nhất. Thường thì mình thấy trên mạng là có cái tấm hình là một trời, người ta sử dụng máy cơ thì nó sẽ đẹp hơn là điện thoại của mình. Thì mình thấy là những cái tấm mà tấm hình chụp bằng điện thoại chính tay mình chụp đó thì mình cảm thấy là nó vui. Nhưng mà mình hôm nay mình hướng dẫn các bạn giờ mình đợi không biết khi nào mình xong, cứ phỏng phỏng khoảng 30 giây. Ở quê nên là ánh sáng tối thì nó rất là tối, thuận tiện cho việc chụp. Thì các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay cái thành phố hiện đại thì ban đêm các ánh đèn xung quanh nó sáng khó mà chụp. Thì các bạn nên lưu ý điều này. Tấm ảnh là khoảng mấy trăm ngôi. Trong khi mình đưa máy lên chế độ thường, mình bắt được có một ngôi sao sáng nhất là ngôi. Thì mình xin kết thúc video hướng dẫn các bạn chụp bầu trời vào ban đêm tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình.